Xin mến chào các anh chị và các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, em sẽ vào bếp làm món tim cật heo xào chua ngọt đổi vị cho mâm cơm gia đình. Món ăn này vừa thơm ngon lại bổ dưỡng, trẻ em người lớn đều thích. Cách sơ chế sau đây khi ăn tim cật heo mềm ngọt, đậm đà, không bị hôi, thấm vị chua ngọt cực kỳ hấp dẫn. Và bây giờ xin mời các anh chị và các bạn cùng em thực hiện nhé. Nguyên liệu để chế biến món tim cật heo xào chua ngọt, các anh chị và các bạn sẽ chuẩn bị tim và cật heo theo khẩu phần ăn của gia đình cho phù hợp nhé. Và hôm nay ở đây thì em có sử dụng là 1 kg bao gồm cả tim và cật heo. Sau khi mua về thì các anh chị và các bạn sẽ dùng muối bóp để làm sạch máu dơ còn lại và rửa tới khi sạch. Tiếp theo, đối với tim sẽ thái lát mỏng. Tim heo thường có những cục máu đông còn dơ bên trong, sẽ làm sạch khi ăn sẽ không bị tanh. Cật heo sẽ bóc lớp màng ngoài, cắt làm đôi, rồi dùng dao lạm sạch lớp mỡ bên trong khi ăn sẽ không bị hôi. Nếu không lạm quen tay thì các anh chị và các bạn khi mua sẽ nhờ chủ bán làm sạch nhé. Tiếp theo sẽ khứa vẫy rồng ngang và dọc để món ăn sẽ trông hấp dẫn hơn. Rồi cắt miếng vừa ăn. Cật và tim heo được thái xong sẽ cho vào chậu, rồi cho vào nửa chén con rượu trắng, bóp làm sạch tia máu khử mùi hôi rất hiệu quả. Rồi trở lại 3-4 lần nước tới khi sạch nhất. Sau đó cho ra rổ để cho róc nước. Tiếp theo sẽ ướp cật tim heo với một chút tỏi băm, hạt nêm, tiêu xay, nước tương, dầu hào. Dầu ăn sẽ giúp cho cật và tim heo khi ăn sẽ mềm không bị khô. Sẽ trộn đều. Và ướp trong khoảng thời gian là 15 phút. Tiếp theo, để vị nước sốt có vị chua ngọt, em sử dụng ở đây là một quả cà chua hơ trên lửa để lột vỏ được dễ dàng hơn. Sau đó thái hạt lựu.
Để tăng vị ngon, thêm bổ dưỡng thì các anh chị và các bạn có thể kết hợp với một số loại rau củ quả như là cà rốt, ớt chuông, cần tây, dưa leo, bông cải. Sẽ cắt miếng vừa ăn. Thêm một chút rau thơm như là cần tây, hành lá, ngò rí, ngò gai tạo hương thơm đặc trưng. Cắt đoạn cỡ 3 tới 5 cm. Các nguyên liệu đã được sơ chế, tim cật heo đã ướp đủ thời gian. Tiếp theo sẽ bắc chảo lên bếp. Thêm một chút dầu ăn. Phi thơm một củ tỏi, một củ hành băm. Tỏi và hành đã được phi vàng thơm sẽ lấy ra ngoài một phần. Rồi cho tim cật vào. Xào trong thời gian 5 tới 7 phút cho chín tới. Sau 5 phút, tim cật được xào chín tới sẽ lấy ra ngoài để riêng. Phần nước xào sẽ cho ra chén tránh để món ăn bị ra nước nhiều sẽ mất ngon. Tiếp theo sẽ cho một chút dầu mè hoặc là dầu ô liu, dầu ăn đều được. Rồi cho cà chua vào xào nhuyễn. Để làm vị nước sốt khi ăn sẽ có vị chua ngọt, màu lại đẹp. Lúc này sẽ nêm gia vị cho phần nước sốt. Sẽ nêm muối, hạt nêm, bột ngọt, đường, nước mắm. Lượng gia vị nêm vừa phải căn độ đậm đà đã ướp vào tim cật từ trước, tránh để món ăn bị mặn nhé. Vị nước sốt nghiêng về chua ngọt sánh đậm đà, các anh chị và các bạn sẽ nêm làm sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình nhé. Cà chua đã được xào nhuyễn thành dạng nước sốt, sẽ cho tim cật quay trở lại chảo. Trộn đều và xào trên lửa lớn trong khoảng thời gian 3 tới 5 phút. Tiếp theo sẽ cho ớt chuông vào. Xào thêm 1 tới 2 phút nữa là được. Lúc này sẽ nêm lại gia vị sao cho vừa ăn. Ớt chuông chỉ xào chín tới, không xào kỹ quá sẽ bị mềm và chua. Cuối cùng sẽ cho phần rau thơm vào. Thêm ớt cay tùy theo sở thích của mỗi gia đình. Trộn đều cho rau được xẹp xuống. Món tim cật xào chua ngọt đã chín vừa vị, sẽ tắt bếp, rồi cho ra đĩa. Sau đó rắc tỏi hành phi còn lại lên trên.
Món tim cật xào chua ngọt có đủ màu sắc cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn. Cách chế biến rất đơn giản, nguyên liệu dễ mua, thêm một bí quyết sơ chế tẩm ướp tạo nên món ăn vừa đẹp lại bổ dưỡng. Khi ăn tim cật chín vừa, mềm không bị khô, hoàn toàn không bị hôi, thấm vị chua ngọt. Sẽ ăn khi còn nóng để giữ được vị ngon trọn vẹn. Cách chế biến không khó thì các anh chị và các bạn hãy tham khảo và nấu thay đổi món cho mâm cơm gia đình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.